Xin kính chào quý vị. Nãy giờ mình đang có mặt ở công viên Hoàng Văn Thụ, hướng vào phi trường Tân Sơn Nhất bên phải quý vị. Khuya ngày 27 tháng 11, 2017. Trời Sài Gòn không mưa, mát, nhiệt độ giờ khoảng 27 độ C. Phía trước đây là cầu vượt bắc qua Lăng Cha Cả. Rẽ trái là đi về đường Nguyễn Văn Chỗi vào quận 1 đó. Mình thẳng qua bên kia là đường Võ Tánh, bây giờ là Quảng Thụ hướng về ngã tư Bảy Hiền. Còn góc bên trái đó là đường Lê Văn Sĩ, ngày xưa là Trương Minh Giảng vậy. Quẹo phải qua đây là đường Cộng Hòa. Bên phải là đường Thăng Long. Trời Sài Gòn đang có trăng mờ, bị mây che giữa màn hình đó, nắng trăng. Hôm nay là mùng 9 tháng 10 âm lịch. Phía trước cái gì là cái cầu vượt bắc qua đường Hoàng Hoa Thám gì. Khu vực phường 13 quận Tân Bình cái gì? Hướng về đường Trường Chinh.
là đường Tân Kỳ Tân Quý. Rồi đi ngã tư với đường Trường Chinh. Rồi, ở đây là đường Trường Chinh, đi thẳng là ngã tư với Hiền ấy vậy. Bây giờ rẽ phải là đường Tân Sơn Nhì. Qua đây là quận Tân Phú ấy vậy. Đi ngã tư vừa phải là đường Nguyễn Phủ Đàm. Giờ khuya một số cửa hiệu đóng cửa vậy. Cái mini stop này là bán suốt đêm gì 24/24 thôi. Ngã tư với đường Gò Dầu. Đây karaoke Việt, karaoke đang thi công sửa cống đường này, làm cả đêm luôn. Ok, thank you, see you quý vị, hẹn gặp lại clip tiếp theo nha, bye bye.